Mình tên là Nguyễn Thị Phương Thảo. Sau đây mình sẽ ôn tập lại nguyên âm A bướm. Thứ nhất về cách tạo âm: hạ hàm này, miệng mở rộng hết cỡ sang hai bên này, đầu lưỡi chạm mặt trong răng hàm dưới, phát âm ra chữ A trong tiếng Việt, không nâng lưỡi khi tạo âm. A, A, A. Thứ buồn: A, sad, sad, sad. Từ cái chảo: A, A, pan, pan, pan. Từ bản đồ: A, A, map, map. Từ vòi nước: A, A, tap, tap, tap. Từ con chuột: A, A, rat, 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 rat. Tap, map, pan, sad. Từ trái táo: A, A, apple, apple, apple. Từ câu trả lời: A, A, answer, answer, answer. Từ nổi giận: A, A, angry, angry, angry. Từ đẹp trai: A, A, handsome, handsome, handsome. Từ thói quen: A, A, habit, habit, habit. Từ ví dụ tồi: A, A, bad, example, bad, example. Từ thói quen xấu: A, A, bad, habit, bad, habit. Từ diễn viên nam đẹp trai: A, A, handsome actor, handsome actor. Từ cơ hội cuối cùng: A, A, last chance, last chance.